Em xin chào toàn thể mọi người ạ. Em là Duy Vũ ạ, của kênh Nam Phụng Lan Rừng Công Tâm. Và phiên ngày hôm nay thì em bán một số cái loại mặt hàng như sau nhé. Thứ nhất là có giả hạt lai với cây trầm. Đấy, thì đây là những cây năm thứ ba rồi. Và thân nó rất là mập, nù. Về chơi thân lá thì rất là tuyệt nha các anh chị. Thứ hai là có những cái khúc căn điệp nguyên bản. Thì đây là 20.000 đồng cho một khúc như vậy. Đấy, đây là căn điệp của vùng Tây Nguyên nha các anh chị. Cái khuôn hoa thì nó cũng rất là đa dạng. Và cái lan này thì người ta hay gọi nó là lan ma. Đấy, nhìn nó có vẻ là khô như thế này thôi, nhưng mà nó sống rất là tốt nha các anh chị. Và nó tổng hợp diệp lục qua rễ của nó. Rồi, ngoài ra thì em có nhãn tháng 8 của rừng Gia Lai. Và cụ thể là ở huyện Mang Gia nha các anh chị. Những cây này thì có cả clip bốc dân luôn. Các anh chị xem những phiên bán hàng của em thì chắc là có thể là thấy. Rồi, còn bây giờ thì em quay vào những cái chậu trồng và báo giá nhé. Thì đây, ở đây thì có khá là nhiều chậu và em đều đánh mã số và ghi giá từng chậu cho các anh chị lựa chọn nó dễ dàng. Những thân này thì nó nù, cũng nó là ổn định qua nhiều năm này. Đấy. Mấy thân già năm trước nó cũng rất là nù và mập. Đấy. Rồi bây giờ em xin phép là quay nhé. Cái số 1 này giá sẽ là 160.000 nhá. Nó thì được hai mầm gốc, mầm này thì nó kiểu như mầm lỡ, về thì tận dụng mất ngủ và sẽ kích lên những cái mầm mới được. Cái số 1 này 160. Đấy. Thân khá là tím. Thường nó tím là nó giống với cây giả hạt. Rồi, cái số 2 này 230. Cái đây là cả cây cả mầm gốc ở dưới đây khá là nhiều nhá. Và được 1 2 3 4 4 cái mầm luôn. Đấy, rất là nù và mập đẹp. Rồi số 3 này 170 nhé. Đấy, hai mầm gốc, thân khá là tím này. Rồi số 4 này 170, cũng hai mầm gốc luôn các anh chị ạ. Đấy, lá nó tròn xoe. Và cây số 5 này 160 nhé. Cây số 5 này cũng hai mầm gốc lên luôn. Đấy, giống như là hai cây á. Đấy, nó mọc như vậy. Cây số 6 này là 155 nhá. Đấy, cũng kiểu là hai mầm luôn. Cây số 7 này 165 này. Cây này thì là cũng hai mầm và nói chung là nó cũng không được dài nhỉ, nhưng mà nó được là hai mầm nhá. Thân thì rất là mập nù. Rồi cây số 8 là 160 này. Đấy, được hai mầm. Một số lá này nó hơi bị dập do vận chuyển nha các anh chị. Đối với hàng này thì sẽ là ship nhanh cho các anh chị và ship cả chậu luôn. Thì cái chậu này nó cũng khá là nặng nha mọi người. Nó nặng chứ nó không có nhẹ. Thì cái tiền cước thì nó rơi vào là tầm 50.000. Đấy. Lô số 9 này là 180. Đấy, lô số 9 là 180 nha các anh chị. Bữa nay em bị viêm họng nên là thành ra ho hơi nhiều. Cái này thì có vẻ là ba mầm luôn, ba mầm có lá xanh luôn này. Đấy, 180 và đa số là thất ngọn hết rồi. Rồi, em qua mấy cái chậu mà có một mầm nhé. Tô số 10 này 160. Đó, kích thước nó khá là dài. Đốt cái này sọc nó rất là mạnh nha các anh chị. 11 này, giá là 140 nhé. Đấy, thân nù đốt ngắn. Và em gỡ cái bông ra này. Không. 1 2 3 4. Tính ra cây này là cây nó có 1 2 3 tới là 4 cái thân già luôn. Thì có thể là những cái thân già nhỏ này là thân già người ta lúc họ họ cấy ở trong chai được vài tháng á, xong họ đưa ra. Họ cấy ở trong chai giả sử là được vài tháng xong họ đưa ra là những cái mầm này nó thắt ngọn này, xong nó lên cái mầm mới và tính đến giờ là được 3 năm đó. Chứ không thể là đếm cái thân già này mà tính tuổi được. Nếu mà tính tuổi thì đây phải là cây năm thứ năm rồi. Đó là lô số 11 nhé, giá là 140. Cái số 12 này cũng là 140 nhé. Đấy. Một số cây nào mà không nó có một mầm thì em giữ nguyên thế này luôn đó, và đóng chậu cho đóng đóng hàng gửi chậu luôn cho các anh chị cho nó tiện lợi, không cần phải tháo ra.
12 này, 13 này cũng là 140 này. Đó, chỉ bị cái lá này là xích với lại lá này là nó hơi gập xuống này. Rồi 14 này, 155 nhá. Đấy. Lá này thì nó về các anh chị cắt đi nhá. Hoặc là tí nữa em sẽ cắt nè, nó bị dập mà lúc vận chuyển nhá. 15 này là 140 này. Đấy, thân nó tím nhá. 16 cũng là 140 này. Đấy, thân nù, đốt ngắn, rất là đẹp. Bữa nay thì nó rất là phình rồi. Và về chuẩn bị vào cái mùa thắt ngọn nữa thì nó sẽ phình to hơn nữa nha các anh chị. 17 này cũng là 140. 18 này 140. Một số cái lá thì nó sẽ bị hư nhá, nên là các anh chị cắt đi nhá. 18 rồi. Máy cây ở trên đây em lập lại. Nó số 18 rồi, rồi 19 này. 19 là 150 nha các anh chị. Đây, lá tròn, lá khá là tròn và xếp lên cũng rất là đều. Đó là cây 19 150.000. Rồi cây 20 này cũng là 150 nhé. Cây đây thì nó chưa thắt nhá. Đấy. Về thời gian tới thì nó sẽ phình lên rất là bự đó. 21 này là 135 này. Rồi 22 này là 150 này. Cây đây thì nó lùn nhưng mà nó rất là mập. Được là hai mầm luôn. Đó, mầm ở dưới đây thì nó khá là nhỏ. Mấy thằng già năm trước này mọi người, đó nó cũng rất là mập nha. Rồi lô 23 này, 140 này. Ở đây còn một cái thân như thế này nữa. Đấy, nó như là một con kiến vậy. Rồi lô 24 là 230 này. Là đường hai mầm gốc. Và cái lá này thì nó bị lỗi nhá. Về mọi người có thể là cắt đi. Đó, lô 25 là 220. Lô này thì lúc vận chuyển thì hai cái đầu ngọn này nó nhô ra thế này và nó bị dập và gãy mất nha mọi người. Đấy. Nhưng mà nó cây này thì nó được tới là ba mầm gốc luôn và lên rất là đẹp. Thân lá rất là cứng cáp, khỏe mạnh. Đấy, hai mầm này mọi người lưu ý nhé, nó bị gập thì được cái mầm này thì nó còn nguyên vẹn này. Rồi 26 này là 230 nhé. Được hai mầm gốc luôn, mầm thứ nhất thì nó hơi rụng lá rồi, còn mầm thứ hai thì nó cũng khá là to và bự. 27 này là 190. Đấy, cây đây là một cây nù mập. 28 này 240 nhá, cũng được là hai mầm. Đấy, cây này vẫn còn đang đi ngọn và chuẩn bị là thắt ngọn đó. Thân lá này rất là đẹp. Rồi 29 này, giá là 230 nhá. Đấy, cây này thì được là ba mầm luôn các anh chị ạ. Một mầm ở đây này. Một mầm này đang đi ngọn này. Đấy. Còn hai mầm này là đã thắt ngọn rồi. Đốt sọc rất là mạnh nhá. 29. Rồi 30 này, giá là 240.000 này. Là được 1 này, 2 này, 3 này, 4 mầm. 4 mầm gốc luôn. Và 31 này, giá là 80.000. Cái này nó rất là đẹp. Nhưng mà nó bị gãy mất thì mọi người về sẽ là tận dụng được cái gốc này với lại là cái này ki nhé. Tại cái khúc này này, khúc này là có thể là nó sẽ tuôn ra một cái mắt ngủ khác nè. Còn cái khúc gãy này thì gần như là nó sẽ tuôn rồi. Đấy, cái bộ rễ là nó sẽ ăn xuống đây rồi. Khi mà nó hút chất mà nó không có cái nguồn dinh dưỡng, nó không có chỗ để nó cung cấp cho cây á, thì nó sẽ rất là nhanh chóng nó đẩy ra một cái mầm gốc khác. Đấy, đó là lô 31 80.000. Rồi bây giờ em qua mấy cái chậu hoa nhạn nhé. Hoa nhạn thì em đều có đánh mã số hết rồi các anh chị. Đấy thì em sẽ qua nhanh nhé. Như là N29 này giá là 250 là cây này. Một số cây nhỏ quá thì nó chưa có ra hoa được. N29 nhá, cây này này. Rồi cây đây là N28 này, là 320 này.
Và cái vòi hoa năm nay nó bị chồm nha mọi người. Đó. Đây nó có hoa đây này, hoa nở luôn rồi này. Hoa chuẩn bị nở này. Đấy, chuẩn hàng nhãn hoa nhãn tháng 8 nhé. N28 giá là 320 nghìn cho cái nhánh này. Đấy, nhãn tháng 8 Gia Lai thì nó giá nó cao. Rồi N30 này là 750 nghìn cho nhánh này nhá. Thì nó được là 1 2 3 4 5 cặp lá. Đấy. Cái gốc thì nó cũng khá là dài. Đấy, dân trồng thì mọi người biết rồi. Đó, mỗi nhánh thì nó đều có mã số nhá, là các anh chị lựa chọn thì đọc cái mã số giúp em. Rồi, cái chậu chậu này này. N25 này, cây này được là 1 2 3 4 5 6 7 6 cặp lá. Tính là 6 cặp. Và nó năm nay nó trốn hoa nha các anh chị. Đấy. N25 rồi. Rồi cái đây là N27 này, giá là 680.000. Một cái khúc mà nó có hai thân ở trên đây luôn và cũng đang có nụ luôn này. Cây mẹ thì được là 3 cặp. Còn cây nhỏ này á thì được là 1 cặp rưỡi. Đấy. Đây khúc này là 680 nhá, nhãn Gia Lai. Rồi cây này trúng hoa này, 380.000 này. Cái đây là nguyên bản này. Đấy, người ta họ ghép về. Hoặc là nó nhỏ quá nó chưa ra hoa. N24 này. N24 này đang có chùm hoa luôn. Đấy, có khuôn hoa nhãn tháng 8 luôn này. Thì giá nó là 600.000. N26 là 380 nhé. 24 là 600 này. 25 này là 700. Đấy, mỗi cây thì nó đều có mã số hết các anh chị. Rồi. Còn bây giờ em xin được kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây nhé. Em xin chào toàn thể mọi người ạ. Ai đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại giúp em, Zalo hoặc là tin nhắn đều được hết ạ.